Lồng bắt quái đánh sông, đánh ao, hồ, đầm, ruộng, lúa các bác nhé. Chuyên để bắt tôm, bắt tép. Hôm nay Duy Chiến giới thiệu lồng bắt quái 15 khung. 15 khung có chiều dài của nó này, từ đầu này này cho đến cái đầu kia của nó là được 4,5 mét. 15 khung. Khung cách khung. Đây. Khung cách khung thì của nó là được 20 các bác nhé. Chiều rộng này, chiều rộng của khung này thì nó sẽ là 30. Đấy, chiều rộng của khung. Đây. Chiều rộng của khung là 30 và chiều đứng của khung này. Đấy, thì Duy Chiến quay là được 20 nhé các bác nhé. 20 rộng 30 và khung cách khung là 20. Của nó là 15 khung thì các bác đếm cho Duy Chiến là 1 này, 2 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 khung. Đủ 15 khung các bác nhé. Lồng này của em thì là lồng bắt tép tôm tổng hợp lươn chạch cua ốc ếch. Đấy. Đây các bác nhìn nha, nó rất là mau. Đấy. Nó rất là mau mắn. Các bác nhìn thấy không ạ? Đấy. Chuyên để đánh tôm, tép, lươn chạch, cua, ốc ếch, bắt tất, cá. Đường vào của nó đây. Đấy các bác có nhìn thấy không ạ? Rất là vuông vắn. Đấy, vuông vắn mà rất là sâu nhá. Sâu thì con cá đi vào trong và nó không ngược lại được. Đây. Đây các bác có nhìn thấy không? Rất là vuông. Em cho cả một bàn tay vào nhé. Một bàn tay vào là thoải mái. Được bâu vá rất là cẩn thận, thợ nhà em nó làm rất là chuẩn các bác nhé. Đấy. Chuyên để đánh ruộng lúa, bụi rau, bụi cỏ hoặc là những các cái thùng có kẹo tây. Cái này mà đánh lươn chạch mấy tôm cua thì nó quá là tuyệt vời. Hôm nay Duy Chiến quay báo giá với cô chú anh chị là lồng bắt quái 15 khung. Giá của nó là 85k các bác nhé. 19 khung là 105, 21 khung là 110 và 24 khung là 130, 29 khung là 150. Duy Chiến báo giá tại xưởng mà hôm nay sẽ gửi đi cho khách là 6 bao. Thì hôm nay Duy Chiến quay lên, cô chú anh chị mà có nhu cầu thì hãy liên hệ đến bên Duy Chiến và hoan hỉ hãy cọc tiền cho Duy Chiến nhé. Vì thông cảm là nó hàng rất là nặng, một bao của nó rất là nặng cho nên là chỉ bán cho khách lưới của Duy Chiến. Còn nếu như cô chú muốn lấy thì hãy cọc tiền cho Duy Chiến nhé. Xin kính chào cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị luôn mạnh khỏe.